Phần tin tiếp nối Hoa Kỳ cho hay, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania dự quốc yến với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tổng thống Donald Trump và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cùng nâng ly chúc mừng giá trị chung của hai quốc gia Mỹ và Anh trong buổi quốc yến tại Điện Buckingham nhằm đón tiếp phái đoàn của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ngồi cạnh nhau, trong khi đệ nhất phu nhân Melania ngồi cạnh hoàng tử George và công nương Camilla. Cả hai nhà lãnh đạo có bài diễn văn ngắn trước khi buổi tiệc bắt đầu. Hai nhà lãnh đạo đều nhắc tới kỷ niệm 75 năm ngày có cuộc đổ bộ ở bờ biển Normandy tại Pháp, thay đổi cục diện đệ nhị thế chiến, tạo thuận lợi cho phía đồng minh. Cùng hiện diện trong buổi dạ tiệc là các thành viên gia đình Tổng thống Trump, Ivanka Trump, Jared Kushner, Tiffany Trump, Eric Trump, Laura Trump và Donald Trump Jr. Cùng là phía Hoàng gia Anh, Hoàng tử William, công nương Catherine, Hoàng tử Edward, Hoàng tử Andrew và Công chúa Anne. Người dân Anh biểu tình phản đối Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các cuộc biểu tình lớn đã bắt đầu để phản đối Tổng thống Donald Trump tại nước Anh. Những người trong ban tổ chức biểu tình gọi là Together Against Trump đã biểu tình bên ngoài Điện Buckingham Palace vào thứ Hai, ngày 3 tháng 6, nơi mà Tổng thống Trump tham dự buổi dạ tiệc do nữ hoàng Elizabeth đệ nhị khoản đãi. Vào thứ Ba ngày hôm nay, khi ông đến thăm Thủ tướng Theresa May tại dinh Thủ tướng, cũng sẽ có cuộc biểu tình tại nơi đây. Một phát ngôn viên thuộc tổ chức Together Against Trump nói rằng họ chờ đợi là sẽ có biểu tình khắp nước Anh, nhưng cuộc biểu tình ở tại Trafalgar Square sẽ là lớn nhất. Một số nhóm vận động qua trang Facebook gồm cả nhóm Stop Trump Coalition và Stand Up to Trump đã kết hợp với nhau để cùng tổ chức các cuộc biểu tình nhằm phản đối chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump. Tòa liên bang bác yêu cầu Hạ viện không cho Tổng thống Trump sử dụng ngân sách quốc phòng để xây tường biên giới. Một thẩm phán tòa liên bang ngày thứ Hai 3 tháng 6 bác bỏ đơn kiện của Hạ viện, theo đó đòi ngăn không cho Tổng thống Trump du di ngân sách của Bộ Quốc phòng để dùng vào việc xây tường dọc theo biên giới với Mexico. Thẩm phán này giải thích rằng Quốc hội không có thẩm quyền để kiện Tổng thống. Chiến thắng pháp lý của Tổng thống Trump có được sau một phán quyết khác của tòa liên bang tại California hồi tháng qua. Theo đó, ngăn việc xây cất tường quan trọng của bức tường. Đơn kiện trong vụ ở California là do tổ chức tranh đấu dân quyền ACLU đệ nạp, đại diện cho Hội bảo vệ thiên nhiên Syria Club và tổ chức Southern Border Communities Coalition. Thẩm phán Trevor McFadden trong phán quyết viết rằng đơn kiện của Hạ viện là về việc một viện của Quốc hội có thẩm quyền theo hiến pháp để đi kiện trong cuộc chiến chính trị với Tổng thống về việc thi hành luật hay không. Thẩm phán McFadden kết luận rằng trong trường hợp này Hạ viện không có thẩm quyền đi kiện và do vậy tòa không có quyền phán xét. Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA cho biết một số phi cơ Boeing 737 MAX có thể có bộ phận bị lỗi. Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA vào ngày 3 tháng 6 tiết lộ một vấn đề mới có liên quan đến phi cơ 737 MAX đang phải tạm ngừng hoạt động của công ty Boeing. FAA nói rằng hơn 300 phi cơ loại này và một mẫu 737 cũ hơn có thể có các bộ phận bị lỗi và FAA sẽ yêu cầu nhanh chóng thay thế những bộ phận này. FAA cho biết 148 miếng slat của phi cơ được sản xuất bởi một nhà cung cấp của Boeing bị ảnh hưởng và liên quan đến 179 chiếc MAX và 133 chiếc NG trên toàn cầu. Slats là những thanh có thể chuyển động giúp mở rộng dọc theo phía trước cánh trong lúc cất và hạ cánh để tăng thêm sức nâng. Boeing nói rằng họ xác định 20 chiếc phi cơ 737 MAX có thể có bộ phận bị lỗi và các hãng hàng không sẽ kiểm tra 159 chiếc MAX khác để xem những bộ phận đó có bị trục trặc hay không. Các nhà lập pháp Illinois bỏ phiếu cho phép cá cược thể thao chấp thuận casino ở Chicago. Kế hoạch mở rộng bài bạc ở Illinois, trong đó sẽ cho Chicago mở casino đầu tiên, cho phép cá cược thể thao và thu tiền cho các chương trình hạ tầng lớn đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng tại cơ quan lập pháp tiểu bang. Thượng viện tiểu bang cũng bỏ phiếu để thông qua ngân sách chung 40 tỷ đô la cho năm tài chính bắt đầu ngày 1 tháng 7, sau khi Hạ viện thông qua. Dự luật được chấp thuận để cho phép mở casino, đường đua và các điểm tổ chức thể thao. Illinois hiện đã có 10 casino, sẽ mở thêm 6 casino, với Chicago sẽ có casino đầu tiên, cùng với các casino tại các phi trường O'Hare và Midway của thành phố. Tiền thuế từ casino ở Chicago sẽ được phân bổ cho quỹ hưu trí của cảnh sát và cảnh sát cứu hỏa hiện đang còn thiếu. Thuế bài bạc mới sẽ đóng góp tài chính cho kế hoạch tái thiết Illinois 6 năm
trị giá 45 tỷ Mỹ Kim để xây dựng hạ tầng cơ sở, trường học, đại học và các dự án khác. Hiện nay trên toàn Hoa Kỳ đã có 8 tiểu bang cho phép cá cược thể thao. Thống đốc California Gavin Newsom từ chối ân xá thành viên của giáo phái Manson. Thống đốc California Gavin Newsom đã bác bỏ quyết định của Hội đồng ân xá về việc phóng thích nữ tù nhân Leslie Van Houten, người từng đi theo kẻ sát nhân Charles Manson, thủ lãnh giáo phái cùng tên do hắn sáng lập. Ông Newsom ngày thứ Hai nói rằng nữ tù nhân 69 tuổi này không nên được phóng thích. Bà ta đã sống gần nửa thế kỷ trong tù và được xác nhận là có thái độ tốt. Van Houten được 19 tuổi khi bà và những thành viên khác trong giáo phái Manson đâm chết thương gia giàu có Luno LaBianca và vợ của ông, bà Rosemary tại Los Angeles vào tháng 8 năm 1969. Vụ giết người diễn ra vào một ngày sau khi các thành viên khác của giáo phái Manson sát hại nữ diễn viên đang mang thai 9 tháng là cô Sharon Tate cùng 4 người khác. Chưa có thủ phạm nào từng tham gia các vụ sát hại gia đình là Bianca và cô Tate được phóng thích cho tới nay. Các thống đốc California đã 3 lần từ chối ân xá Van Houten và đây là lần từ chối đầu tiên của ông Newsom. Chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kiểu nhựa hôm nay tăng 512.40 điểm, dừng lại ở mức là 25.332.18 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 194.10 điểm, dừng lại ở mức là 7.527.12 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 58.82 điểm, dừng lại ở mức là 2.803.27 điểm. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.12%. Giá dầu thô cho ngày hôm nay là 53 đồng 62 cent cho một thùng dầu thô, đã tăng 0.26 cent cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.331.70 cent cho một ounce, đã tăng 0.23 cent cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.840.000 đồng một lượng, bán ra là 36.940.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, 1 đô la ngày hôm nay đổi được 23.450 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ cũng như là chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.